Xin kính chào toàn thể các bác. Tiếp tục em về thêm một số dòng phụ kiện. Cái này thì chuyên dùng cho các bác nào mà đã lâu ngày đặt mà không có hàng nha. Sau bao nhiêu ngày tháng và chờ thì cái bông tiêu âm này cuối cùng nó cũng về. Các bác nhá. Thì đây là các cái tấm nhỏ em đã giải ra đây. Các bác có những cái thùng loa kích cỡ như là cái thùng xúc này. Một hộp 8 tấm là được khoảng tầm nửa thùng nếu như bán kín. Còn bán so ne thì một hộp 8 tấm sẽ được một thùng. Đấy, các bác nhá. Thì đây một hộp 8 tấm nó sẽ như này. Kích cỡ này là 60 và 40. Đấy, khoảng tầm đó. Còn đây kiện to này là kiện này là vào 16 tấm này, kiện này 8 tấm này. Nó sẽ nhiều gấp đôi. Đây nhá. Đây là 4 tấm này em nhấc trong cái thùng này ra. Còn đây tất cả đây. Kích cỡ là 60 x 40. Chiều dày là vào khoảng 1 cm. Đấy. Đây nhá. Còn đây là cái vải để các bác dán vào cái lưới chắn bụi này. Em thì nếu mà sau này em nhập được các loại như là cái keo dạng xịt ấy, thì em bán luôn. Còn không có thì các bác thông cảm. Đây là cái lưới vải của nó. Lưới này thì một mặt là nỗ này, nhìn thấy nỗ. Còn mặt còn lại thì nó sẽ là mịn như thế này. Cái này thì em đã quảng cáo nhiều lần rồi. Đấy, chính thức thì hôm nay nó quay lại cho các bác để các bác cùng xem. Phụ kiện âm thanh của em thì có nhiều lắm, nhưng mà em quay thì bạt ngàn cơ. Và cũng có phải nhiều việc khác em phải làm nên những cái này là thi thoảng quay được thôi, chứ phải lúc nào cũng quay và quảng cáo như bình thường được. Ngày nào cũng nên sóng mấy cái phụ kiện linh tinh cho các bác thấy khó chịu lắm. Thì đây nhá, bông tiêu âm có rất nhiều nhá. Hiện tại là em vừa về được trong vòng tối ngày hôm kia, sáng hôm qua hôm nay là bắt đầu đóng gói nhét hết trong hộp như này. Lát nữa này anh em sẽ đóng gói kiện vào này, sau đó là gửi cho các bác nếu các bác nào đấy. Thì ở đây là có một ít này thôi nhá, còn thực tế em về thì rất là nhiều. Về rất là nhiều. Và cũng may là mong là các bác mua hàng hay là gì đấy ủng hộ nhiều. Em có mấy cái hộp bìa này này. Đấy, hay là các bác nắp lấy loa thành phẩm nhiều thì em có hộp bìa thì em đóng gói. Chứ không thì chắc em phải nồng cái này vào túi bóng xong em gửi cho các bác. Bởi vì nếu mà không có hộp bìa thì là phải đóng vào túi bóng. Đấy, chứ không được thả như này. Đây nhá. Đây là cái bông nỉ tiêu âm này. Đấy. Trông cái này như cái quần xịt đây này. Đấy. Được chưa? Các bác nhìn này là các bác biết này. Đấy. Ok nhá, thì video đến đây là tạm thời được tạm dừng và kết thúc. Các bác nào lấy bông tiêu âm thì alo cho em nhá. Một kiện này là 8 tấm, giá là 200 và bao ship. Còn một kiện này là 16 tấm, giá là 350 và cũng bao ship. Được chưa? Giá rất là tốt nhé. Càng nhiều càng rẻ. Đây là 16 tấm. Đóng vào mấy cái kiện hộp to này. Ăn may các bác lấy nhiều thì em lại giảm giá cho các bác được. Thực tế thì một kiện này có thể chứa được 24 tấm. 24 tấm thì giá chỉ có là 460.000 thôi. Đấy. 200 này. Đấy, 24 tấm, 8 tấm là 200, 16 tấm là 350, mà 24 tấm là 460, giá rất là tốt rồi nhé. Đấy, coi như là các bác thoải mái. Và cái bông nỉ này thì, cái lưới vải này thì là kích cỡ là 1m x 1m rưỡi là 150.000, 2m x 1m rưỡi là vào 300.000, trung bình là cũng 150.000, 1m. Lấy tầm 3 mét trở nên em có giảm giá cho các bác. Được chưa? Ok nhá. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm thì hẹn trực tiếp nhá. Xin chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những video clip lần sau.